Merci beaucoup. Thank you. Tạ ơn. Và cảm ơn quý vị. Một lần nữa xin được nghiêng mình 45 độ thân ái đón chào toàn thể khán giả Việt Nam đáng yêu, dễ thương, dí dỏm, dịu dàng, đáng yêu tại Houston thân mến. Hôm nay quý vị khỏe không ạ? Khỏe cho ngày nào có thấy to được mà. Dễ thương quá trời. Em nói em đi qua bao nhiêu chỗ của Hoa Kỳ thì em thấy là khán giả Houston làm như sung nhất thì sao? Tại sao? Nói cho nghe coi tại sao? Hả? Sao anh? Anh đánh đông. À, anh nói là ở Texas đã chăn bò nhiều cho mạnh hơn. Sao chị? À, tại có chơi thuốc lắc nhiều hả chị? Trời ơi trời, có vụ đó nữa hả? Em nói thiệt, cái này em nói thiệt, cái này là thiệt luôn. Em đi bao nhiêu chỗ đến Mỹ thấy khán giả Houston là sung nhất luôn. Đấy. Không hiểu tại sao, nếu mà mình suy nghĩ mà không hiểu tại sao. Hồi sáng em đi ăn phở thì em đã nói rồi, người ta bình thường ở Việt Nam kêu một tô phở thì người ta sẽ mang ra đúng một tô phở. Còn qua cái Houston em kêu một tô phở nó mang ra cho em một cái máng phở. Tôi ăn hoài sao tôi không thấy có dấu hiệu hết. Tôi sao mình ăn hoài nó còn hoài. Mà tôi nói hôm qua, hôm có lần trước em qua tới cái chỗ như ấp Anh Tà không quý vị. Nó có cái ai lớp thở gì đó. Trời Phật ơi, nó nấu ai ăn xong cái tô đó nó cho 500 đô. Em nói trời ơi mày giỡn mặt, trời ơi chế ôm ôm chứ chế ăn cũng dữ lắm. Kêu ra cái tô nó anh tên không con em ngồi trong dừa đó anh. Cái tô đó mà không chừng rảnh rảnh đẩy ra biển đi câu cá được luôn á. Trời đất ơi, nó để cái tô mà nó không phải dòng cho thứ con người nữa ăn. Không biết ai mà con tồi móc họng nó ăn cho được cái tô đó nè. Ăn cái tô đó chậm 500 đô đi nha. Cầm cái tiền đó vô xúc ruột khi không đủ tiền nữa. Em quá trời, khủng khiếp thiệt. Đó, bởi vì nó chắc ăn nhiều nên làm như khán giả khỏe xung vỗ tay thạc thạc. Dễ thương lắm. Hồi nãy hát bài đúng có gì ưng không? Thí dụ hát thêm bài nữa ưng không? Ừ, cho em thêm tràng pháo tay lớn lớn xíu xíu nữa. Trời ơi, em dễ thương kiểu này, em phóng xuống hôn tình người vậy. Bây giờ thế này, đêm nay nãy giờ mấy chị mấy cô chú với lại mọi người nghe nhạc của Phi Nhung là dòng nhạc trữ tình rồi thì em á thì bình thường em phải diễn hài, lát nữa em cũng sẽ diễn hài cho quý vị coi, nhưng mà em hát trước đúng không, để mình làm cho nó thấm thấm cái đã. Em cũng hát nhạc trữ tình thường diễn hài nhưng mà tâm tư tình cảm á, tâm sinh lý nó rối loạn lắm, thành thử là cũng hát nhạc tình cho nó cân bằng lại và vui quá rồi. Mà nhạc này trẻ tặng cho mấy bạn trẻ thân hỏi Houston ai đang thất tình. Tặng cho toàn thể những người đang giơ cánh tay của mình lên. Cảm ơn các chị, nhớ về lăn đất cho kỹ và hãy quên lên nha. Vô nhà thôi. Ước gì nghe thêm trầm hóa tay lớn hơn xíu nữa. Trời ơi, xuống hơn một người nữa các bạn nhớ. Ai thiết kế cái sân khấu để ai cho con bây giờ bún thôi. Hay thiệt. Để cái khung đây là đúng luôn. Thank you.
Tại anh đã vô tay, tại anh không quan tâm em mỗi ngày. Để giờ đây như lời anh nói, em không tin anh đưa về. Trong tình yêu, đôi chúng ta hay giận hờn anh thôi. Nhưng anh thấy, giờ em không còn yêu anh. Kìa không biết xé ra nó làm sao chẳng. Kỳ quá. Sao cái gì? Xé thử hả? Dạ bên đây nó có cái luật gọi là luật luật bỏ tù. Ok muốn chơi phải không? Chú muốn phải không? Muốn nhìn đúng không? Chú chơi liền đó. Không dạ. Rồi. Khoan. Để bây giờ cho
mấy cô chú đều bịt mắt lại để giữ gìn sức khỏe chứ. Trước khi mà làm. Bây giờ muốn không? Tôi mở ra cho quý vị coi nha. Cho hài lòng nha. Thiệt hả? Đấy, chơi liền. Cái gì vậy? Mày đặt làm màu là mày đúng không? Xé thì phải xé cho kỹ nha. Không xé xong tôi vô tôi xé dùng nữa. Thôi đã giỡn thôi. Hôm nay rất là vui tại vì quý vị biết sao không? Hỏi tại sao trở thành tham gia live show của Phi Dung nó có nhiều kỷ niệm. Tại nơi hồi đó Việt Nam mình cũng nói chứ, trời ơi ở sao mà không biết một cái thân người nhỏ xíu một xíu vậy. Có 19 đứa con. Rồi tôi nói nó ra bằng đường nào mà 19 đứa. Các em mới nghĩ lại là có nhiều đường lắm. Tại vì quý vị biết là Phi Dung tội nghiệp lắm. Sinh có, rồi nhận nuôi dùng có. Rồi lâu lâu có nhiều người kỳ ghê đó mang con mình trong cái túi á, để ngoài trước cổng chùa. Rồi nó đỏ hỏng gì đó rồi bỏ nhỏ đi. Sao cha mẹ kỳ ghê cái lúc sướng biết hưởng, còn biết con khổ biết hưởng đúng không quý vị? Tánh kỳ. Sao cái liệt lợi ai mốt bà này. Bà mốt 19 lần rồi. Bây giờ 19 đứa con. Phải nói là trở thành đó là cảm kích. Là bởi vì không phải ai trong nghề cũng có thể làm được cái điều phi thường đó. Quý vị biết nuôi một đứa con cái năm mệt. Mà bán nuôi tới 19 đứa mà phải lo từ đó hàng nay có mấy đứa vô đại học rồi đúng không? Tiền nhiều lắm chứ phải không đâu quý vị. Thương lắm, vỗ tay cho quý vị. Quý vị biết hả? Hồi xưa đó có chút ép hả? Nuôi con nhiều riết mà mập đó. Bị cô nó ăn hết đó, cái mẹ ăn nhiều ăn 19 đứa giờ nó ra vậy nè. Quý vị thấy em ốm hay mập nào? Ốm chưa? Ốm là do em chửi bà mới ốm. Hồi xưa em kể quý vị nghe cách đây chưa có nửa năm thôi. Đi ra đi diễn chung cái đường cái lưng sau lưng em nói ý dạ má lưng lan. Cái bà quay lại mới nói dạ xin lỗi Phi Nhung. Xin lỗi. Bị bà bự quá. Xong cái em nói là nghệ sĩ hát nhạc dân ca phải đẹp. Đó cái xong ta ớt mới ốm được vậy. Mà giờ quý vị thấy đẹp chưa? Đẹp phải không? Cái gì xuống xuống chứ vòng một còn nguyên à. Ổn. Thôi được rồi, phụ nữ tốt khoe xấu chê thôi. Bây giờ em hát xong ca với Phi Nhung bài tặng quý vị được không? Dạ cho em chào hỏi tay lớn lớn ủng hộ tinh thần của em quý vị. Thế được xong hát xong mà thấy hộp hộp cuối năm hố bà này luôn. Ừ, nhưng không phân biệt tuổi tác nhau. Yên tâm đi, tình yêu nó chỉ phân biệt là tiền bạc thôi. Tuổi tác đó là gì? Em thấy em nuôi được 19 đứa, chắc tài chính em cũng ổn. Dạo này cái gu lái máy bay thịnh lắm. Em được cái em điều khiển, em mở nút đồ dễ lắm. Tôi không có kêu ông cưới tôi nhau, đừng có nói gì máy bay trong này, tôi kỵ nha. Thì bà kêu tôi hốt bà. Nào, tự em tới thôi. Thôi kệ đi, cái gì tới nó tới. Coi hát xong bài này ổn không nữa nè, đưa cái gì chấm nè. Vô kê, nghiêm dịch. Rồi, cho anh em reverse tí nha. Rồi reverse tí, tội nghiệp bệnh. Hát mệt tội nghiệp. Lạc xô. Còn đó và nghe hơi gió biết rằng
cho. Hồi chiều bị bệnh xong cái tự nhiên cái nó bị khan tiếng mà mai phải diễn ở đâu biết nữa, em sợ diễn hơi cho bả thôi. Cô bé được cô bé dạ chơi luôn á, được nói không? Mình hát bài cái gì vậy? Phi Nhung hát không cảm xúc chắc một hồi phải xúc luôn đó. Chơi liền à, chút xíu nữa đi. Không phải tại chúng mình đi, tại vì á không được rồi, không được, không phải tại chúng mình đi cũng được nghe, bởi vì nghe không phải tại chúng mình không nha. Ok dạ, em chào mọi người, ủng hộ tinh thần mặt xin mặt xin xíu nhà hai người đi vô nhưng nhà có tôi không nhớ có tiêu à. Chạy đi rồi mai mốt bà đeo hoa hài mà diễn luôn. Chết phải diễn hài em sợ không? Lát đi diễn hài với cái gì? Dễ sợ lắm, dễ gì mà không thấy hài. Không có mình bỏ nhắm lại không hay. Không phải tại em cũng không phải tại anh. Tại vì trời xui khiến với chính mình. Bà hát tới sáng đó.
chứ sao chứ. Tôi kêu kéo dài ra là ngưng ra để hết bài mà cứ lặp đi lặp lại hoài. Thì nói kéo dài thì ngưng hay là chứ ngưng. Tự nhiên kéo dài tôi cứ tưởng là thôi cứ hát vậy để đóng hề chứ ai biết. Cứ hiểu theo cái kiểu muốn hiểu không kìa. Ừ, đang hát mà nghe cái chữ vô vô cái nó ngứa người thì sao? Giống như 1, 2, 3, chết! Lỡ nè. Không phải tại phục vụ tiếng. Dạ. Phục vụ cô dâu 8 tuổi nha. Anh kêu đừng mặc đồ vậy. Đừng có nói vậy nha, em thích lắm. Khoan, để Nhung chỉ cho thằng nhìn coi cái này nè. Thằng thấy chữ gì không? Nhạc sĩ Sông Ngọc. Nhạc sĩ Sông Ngọc. Đàn bà. Thưa quý vị, một cặp ở đây dành cho nhạc sĩ Sông Ngọc hôm nay cũng đến đi xem chương trình nè. Cảm ơn nhạc sĩ. À, có phụ nhân một cái bên nữa. Phụ nhân một cái bên đẹp chưa? Dạ. Chú nói là Phi Nhung ơi, khi mà nghe con tập á, chú ngồi ở dưới, chú rớt nước mắt. Sao vậy? Thì phỏng vấn ổng đi, ổng nói mà. Thôi khỏi đi, tôi biết mà nhiều khi lúc đó chú buồn ngủ thôi, thấy gì vậy? Không, bây giờ nói đi, chú. Bây giờ con hỏi chú là hồi nãy Phi Nhung nói là Phi Nhung tập chú lớp nước mắt là cái chuyện có thiệt hay không? Hãy thấy chú là con hát hát thì chú là con hát hát cái chuyện mà chú nói cho tiếng á là chú đặt nghe nó mà con hỏi chú có sao không chú trả lời gì chú nói đi chứ để người ta tưởng con thấy láo nữa cho kỳ. Thật sự với là khi ngồi chiều đó lúc lâu rồi khoảng chừng 10 năm nay tôi không có đi tìm hiểu thì khi nghe Phi Nhung tập thì tôi cảm động có một chút cảm động nhiều là lâu quá thường thường là chúng tôi cũng đi tổ chức thường thường gặp Phi Nhung nhiều lắm. Ngày xưa là tôi tổ chức nhiều lắm, gần như là tháng nào chúng tôi cũng đi tìm hiểu với nhau. Sau khi 10 năm rồi tôi không có đi tìm hiểu nữa thì khi ngồi đó thấy Phi Nhung hát thì thích đặc. Và hôm nay là một lần lâu lắm rồi tôi mới xuất hiện và đến đi coi đi xem là Phi Nhung hát tại đây. Và cảm động là nhớ tới những ngày xưa mình hát. Và cô Phi Nhung này là ngày xưa đó khoảng 15 năm trước và tôi gặp em ở bên California. Thì lúc đó là giống như Thái Châu đó là còn là một cô bé. Thì nói chung thật là tới buổi sáng hôm nay khi ngồi tôi gặp mẹ Phi Nhung khoảng chừng hình như là 12 năm rồi đó. Thì tôi thấy Phi Nhung chỉnh chạy và tiếng hát có vẻ điêu luyện hơn và giúp bóng dáng thì tôi cũng thấy đẹp hơn ngày xưa phải không quý vị. Và thưa quý vị, Phi Nhung là một nữ ca sĩ hát nhạc quê hương thật là tuyệt vời. Chúng tôi nhân đây 20 năm kỷ niệm của Phi Nhung, tôi xin chúc cho Phi Nhung sẽ tiến mãi trên đường phục vụ nghệ thuật, đồng thời như Nam Lộc nói và quý vị cũng biết Phi Nhung có một tấm lòng rất là thương người và làm những cái nghĩa cử mà quý vị biết rồi. Thì quý vị nhân đây chúng tôi xin chúc Phi Nhung mãi mãi thành công và xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thân cảm nhiệt cho 20 năm ca hát của Phi Nhung. Cảm ơn chú. Con cũng xin thay lời muốn nói của chú Sông Ngọc là tại sao hồi sáng mà chú khóc dữ vậy? Tại vì một phần cảm động Phi Nhung là tập cực quá thương
cháu là khóc. Cái thứ hai là cũng khóc vì là tại vì chú ý cô như đây là biết cũng rất nhiều mọi người luôn, không có nhớ đâu. Đúng không chứ? Hôm nay rất là đặc biệt nè, có những bầu sơ Steven Mai nè, và đặc biệt nhất là chú Năm Lộc. Steven Mai đâu? Ngồi dưới kia có chú Năm Lộc nè, còn có cặp hài Quang Minh thằng Đào nữa. Đúng rồi. Ngồi ở đâu anh chị? Và còn một cái đặc biệt nữa chút xíu nữa Phi Nhung sẽ phải mời anh, phải thỉnh anh lên đây mới được. Nè, thỉnh là thường dành cho người khúc mặt khúc mày nha Phi Nhung. Mời thôi. À, chút xíu nữa em mời anh. Em đi mình kính cẩn là mời anh lên đây để subscribe quý vị, cho quý vị thấy là Phi Nhung nghĩ là tình đồng đội nghiệp. Tình đồng đội, tình đồng nghiệp. Và thương như vậy thì Phi Nhung sẽ nhớ cả đời của Phi Nhung, sẽ không bao giờ quên. Cho bây giờ giờ thả tôi vô đi trời. Ca hay không đó, tôi đứng, tôi tấu hề hoài. Bây giờ cũng vô luôn. Thì đó, hai đứa hai vô luôn, tôi đã chờ tôi đến mà kìa, tôi đứng tấu hoài. Thì vậy, từ từ rồi, hai đứa vô. Thưa quý vị, hai đứa chúng em xin